Em ơi. Dạ. Mình yêu nhau cũng 3 năm rồi, gia đình anh hối cưới quá. Em về em nói mẹ em đi chứ, anh thấy mẹ em làm như không ưa anh á. Chuyện này em cũng nói với mẹ mấy lần rồi anh. Mẹ anh sao? Cho em thời gian nữa nha. Bây giờ thời gian gì, mẹ anh là đòi đi qua dặm ngõ á. Là được cái là tuần sau qua luôn, coi ngày bao giờ hết trơn rồi. Anh ơi, nếu anh thương em á thì anh phải cho gia đình em một thời gian nữa để em thuyết phục mẹ em nha. Bây giờ em vô em nói chuyện với mẹ đi. Dạ. Xong có gì báo cho anh biết. Phương ơi Phương. Dạ. Làm gì vậy cưng? Con chỉ mới về là má. Má đâu, má tao chị mày chứ má nè. Trẻ vậy là má. Má nói với chị, qua nói chuyện với em. Dạ. Ngồi đi cưng. Dạ. Nhà mình môn đăng hộ đối. Dạ. Chị lấy chồng á là chị phải lấy chồng ngang cỡ, đẹp trai, con nhà giàu. Chị nghe đồn đâu là em quen với Trương Thế Vinh phải không? Dạ đúng rồi. Nhà nó nghèo quá má không chịu. Má qua nhà chị má ngồi bển má khóc sùm. Bây giờ em nói sao nghe cho được, chị về chị nói với má chứ má không có chịu Vinh. Chuyện này á chị, em cũng nói với má mấy lần rồi. Mà thiệt sự á, em biết gia đình mình giàu có. Nhưng mà thiệt không sự phải giàu có em, giàu lắm. Nhưng mà thiệt sự người em yêu chị, người quan tâm chăm sóc em thiệt tình là anh Vinh. Ai cũng nói câu này đó, em thuyết phục vậy sao chị thuyết phục má cho em được. Bây giờ em nghĩ coi, nhà có hai chị em mà. Dạ. Mà giờ chị lấy người chồng môn đăng hộ đối rồi. Công nhận là anh không có thương chị nhiều, anh phải đi làm nhiều tại vì anh kiếm tiền. Dạ. Nhưng mà bù lại anh cho chị của. Dạ. Đó, bây giờ em thuyết phục sao, em nói sao cho chị đi, chị về chị nói với má. Bây giờ má giận, má qua nhà chị má ở mấy ngày nay rồi. À, em cũng nói câu đó thì chị cũng về nói vậy, má đâu có chịu đúng không? Bây giờ em thuyết phục sao mà chị nghe chị được lòng, chị về chị nói với má. Chứ má bỏ qua nhà chị mấy ngày nay rồi. Dạ. Đâu làm sao, anh Vinh của em có cái gì? Chị ơi, lúc trước á, em biết má cũng thương em, cũng cho em gặp mấy người rồi. Nhưng mà em thấy người ta tánh tình người ta giàu vậy thôi, chứ thiệt sự người ta không có thương em chị. Em rồi từ từ về thương giống như anh hai em vậy đó. Hồi đó đâu có thương chị đâu, chê chị quá trời luôn. Nhưng mà lúc lấy chồng á chị đeo 20kg vàng lên cho anh chịu liền. Nhưng mà lúc lấy chồng á chị đeo 20kg vàng lên cho anh chịu liền. Chị đeo 20kg vàng lên cho anh chịu liền. Xã hội bây giờ á, sống phải vì đồng tiền. Nhưng mà thiệt sự có nhiều cái còn quan trọng hơn tiền bạc chị. Cái tình nghĩa và cái sự yêu thương á, cái đó em nghĩ không có gì mua lại được hết. Nhưng mà bây giờ em thương Vinh đúng không? Dạ. Nhất định lấy Vinh phải không? Dạ. Em thất thân với Vinh chưa? Dạ chưa. Dạ chưa, thôi lấy người khác đi. Cần gì phải lấy Vinh. Vinh nó đẹp trai thiệt nhưng mà nó nghèo lắm, hiểu không? Đừng có lấy nó. Để chị làm mai cho em của chồng chị được không? Hai chị em mình là lấy hai anh em bên bển luôn, gia đình ta giàu quyền thế. Chị ơi. Sao? Nếu mà chị thương em á. Ừ. Chị thương em. Chị thương á, em nhất trong nhà. Em chị có về nhà có hai chị em mà. Chị thương em á, chị về chị thuyết phục má cho em đi. Em thương anh Vinh thiệt lòng á chị. Nhưng mà em cũng chỉ nói là em thương ảnh thiệt lòng thôi. Ảnh có cái gì để chị về chị thuyết phục má cho em. Chị như mấy người đàn ông khác á. Ừ. Dẫn em đi đây, đi mua cái này mua cái nọ. Nhưng mà thiệt sự không có tốt với em. Ừ. Nhưng mà khi em bệnh đó chị. Tại hả? Khi em bệnh đó chị. Ờ. Anh Vinh đó, ảnh mua thuốc, ảnh lo cho em từng chút một. Cái đó là điều em cảm nhận được. Trời ơi, ai bệnh mà không mua thuốc em? Dạ. Trời ơi, chị bệnh mà chị nhờ mà sớm còn mua thuốc cho chị mà. Dạ. Hiểu không? Dạ. Trai mà nó muốn lấy gái xạo dữ lắm. Dạ. Có gì nó không thiết phục kịp, chị nói với má cho. Dạ. Những người khác á, em tiếp xúc rất là lâu rồi. Ừ. Nhưng mà anh Vinh á, tuy em tiếp xúc không thời gian á, chỉ có nửa năm thôi. Nhưng mà thiệt sự á, em dành tình cảm cho anh rất là nhiều. Ừ. Em tin được chị. Chị. Nếu mà chị thương em á, chị về thuyết phục má cho em đi. Ừ. Em nói thiệt trong nhờ. Bộ anh Vinh nó bóp tay em mạnh dữ vậy luôn hả? Ừ. Sao em bóp tay chị mạnh dữ vậy? Dạ, cái lúc mà anh em buồn như vậy á, anh nắm tay chặt tay em lắm. Bớt mạnh không? Dạ không. Vậy hả, nhẹ hơn đúng dạ, không? Đúng rồi. Chứ giờ em bớt tay chị đau quá. Nói chung là giờ chị về chị nói á, là đó quen toại hay là thông gì á, dạ, là chỉ có lo bề ngoài thôi. Dạ. Đúng không? Chỉ có Vinh á là lo cho em. Dạ. Chu đáo. Dạ. Từ lúc bệnh hoạn. Nhưng mà ví dụ như tại vì giờ Vinh á là nó biết gia đình mình giàu, còn nếu mà gia đình mình nghèo thì Vinh nó đồng ý lấy không? Em sẽ thử ảnh chị. Thử hả? Em đã thử rồi. Thử bằng cách gì? Em đã từng thử rồi. Kêu Vinh vô đây thử chị coi đi. Dạ. Vinh ơi Vinh, đứng trước cửa. Dạ anh Vinh ơi. Anh đây. Nay chị gái em mới gặp. Gái em hả? Dạ. Chị em hiền không? Chị ruột á. Chị ruột. Hai chị em y như hai giọt nước thấy không? Em chào chị. Ừ. Anh ngồi đi. Dạ dạ. Làm rể gia đình tôi chưa đồng ý đâu có được ngồi. Chị, cho em đứng cái gì? Em đứng cái thế này kỳ quá. Không, em đứng y cái tư thế đó đi. Tôi chưa có trả lời cái vốn gì mà vô nhà tôi ngồi. Vậy nếu anh Vinh đứng. Trời ơi, má tôi là khó khăn lắm đó. Không phải vô muốn ngồi là ngồi đâu.
Ủa đứng cái tư thế nãy ra cho tôi coi coi. Ừ đó, tư thế đó đi. Chị ơi, nếu mà anh đứng thì em cũng đứng, chứ em có ngồi đâu. Rồi sao mê trai dữ vậy Phương? Mình phải nghe lời chị đi, chị mình đứng cái thế giống vậy đi. Đứng cái tư thế giống nhà hai đứa đứng luôn tư thế đó coi. Dạ thôi. Rồi Phương đứng luôn tư thế đó coi. Coi có đồng vợ đồng chồng không? Ừ, đứng đi để chị gọi điện về tâm sự với gia đình bên chồng chị tí đồng hồ lại chị quay lại chị nói chuyện. Chị em luôn quá chị. Thôi đừng có xạo quá cậu ơi. Cậu cứ xạo thử. Cậu mê cái em gái tôi thì cậu có chịu chứ. Rồi giờ cậu nói cho tôi biết nè. Cho cậu ngồi đó, cậu thuyết phục làm sao? Dạ. Để mà tôi đồng ý tôi gả anh Phương cho cậu. Em á hả chị? Ừ. Dạ, thì em thì nhà em nghèo em biết. Ừ. Em sang đây nghèo vẫn đồ sang vậy. Một bộ đồ vía này của em. À có bộ đồ vía ha. Em mỗi lần em sang nhà đây là em phải mặc đồ lịch sự. Ừ. Để bày tỏ cái sự. Ở nhà không có bận đồ hả em? Của nhà em mặc đồ nghèo không mà chị? À bận đồ nghèo. Đồ nghèo là đồ ít hay là đồ lũng? Trời nó sờn hết trơn rồi chị. Vậy là Phương nó hay qua nhà em lắm đúng không? Thì bắt em thứng cái thế lâu là nó tạt luôn. Em tào lao lắm nha. Em muốn lấy chồng thuyết phục chị coi. Em đâu phải Vinh nó muốn lấy vợ đâu mà nó thuyết phục chị. Em thuyết phục chị sao đâu. Vinh dạ. Sao? Dạ. Em nói thiệt chị luôn. Anh Vinh không phải nhà nghèo đâu chị. Chị biết anh làm gì không chị? Làm gì vậy? Anh làm cái phim hàng không đó chị. Dạ. Chẳng qua lúc trước á là nói như vậy á thì để thử lòng em với lại gia đình mình cũng chưa biết gì gia đình ảnh thôi chứ thiệt sự á ảnh là một tiếp viên hàng không tuy công việc ảnh đi rất là nhiều nhưng mà ảnh rất là quan tâm em phi công phải không? Phi công là khoái lái máy bay. Em tiếp viên thôi vậy ạ? À tiếp viên tiếp thôi viên không chị. Rồi sao nữa? Dạ. Lương tháng nhiều nuôi nổi co em tôi không? Dạ đủ ạ. Nói chung là tụi em có nhiều ăn nhiều thôi, đùm bọc lẫn nhau. Em không có nhờ gì bên đây đâu chị đừng lo. Nhưng mà nếu mà không nhờ bên gia đình chị. Dạ không nhờ. Gia đình giờ... chị định gán bé Phương cho 20kg vàng đó. 20kg vàng hả chị? 20kg vàng. Dạ nó khoảng nhiêu để em đem theo con chở. Trời đất ơi. Cái gì vậy trời, nó không nhờ giả gia đình bên tôi. Không nhờ mà cho thì lấy. Ông lấy kêu ngu. À dạ. Ông lấy kêu ngu. Em sao nó qua nó hôi của gia đình nhà mình quá kìa Phương. Không hôi. Dư thì để mua đi. Phương em đang thuyết phục chị mà sao rồi qua chở vàng gia đình nhà mình vậy? Dạ anh Vinh đó chị. Cái tính anh vui tính vậy thôi. Chứ anh không có vậy đâu chị. Không có anh làm thiệt luôn. Tiếp tục chị tiếp coi về cái chuyện với má nè. Dạ thì em cũng như nói với chị á, lúc trước là ảnh thử gia đình nhà mình thôi chứ thiệt sự ảnh là một tiếp viên hàng không. Ảnh đi rất là nhiều, ảnh cũng chưa có ảnh không chưa ảnh qua nhà mình á, tuy không có thời gian nhiều nhưng mà những cái lúc mà ảnh ở bên cạnh em, anh lo lắng chăm sóc á thì em thấy được cái sự quan tâm từ ảnh và em ở em cảm nhận được. Thì nếu mà đi lâu dài á thì em chọn anh Vinh đó chị. Chọn anh Vinh. Và chị nếu mà chị thương em á thì chị thuyết phục má thêm cho em đi. Mà nó hỏi thiệt nè, giờ hỏi thiệt hai đứa ngồi đây nè. Dạ. Là Phương chưa thất thân với em đúng không? Chưa gì hết trơn phải không? Dạ. Giữ gìn cho nhau hả? Lý do gì già rồi, đứa ba mấy, đứa hai mấy rồi mà không thất thân? Mỗi lần tụi em đi chơi tụi em đi đâu? Dạ những lúc đi chơi á thì em với anh Vinh á chỉ đi xem phim với nhau, ăn uống thôi chị. Có nắm tay không? Dạ nắm tay là chuyện bình thường mà chị. Có hôn nhau không? Dạ có. Hôn sao hôn chị coi không? Chị hai, chị cứ làm khó em không à. Thiệt là chưa gì phải không? Dạ. Chưa có nắm tay, chưa có hôn gì luôn phải không? Có nắm tay. Có hôn không? Mà hôn thì để hai người riêng tư chứ hai ai. Hai người riêng tư. Dạ. Và bây giờ là nhất định là phải lấy Vinh. Dạ. Dù Vinh có nghèo. Dạ. Là thì tại em cũng vì... chịu. Ờ. Mà dạ, chị nghe đồn là nhà Vinh xa lắm, tuốt ngoài Huế lần đó. Dạ, Huế thì em cũng đi chị. Em có đi không? Dạ đi. Đi luôn. Dạ. Nếu mà ra Huế em cũng đi. Dạ. Về Cà Mau đi không? Dạ đi, thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội và mấy đèo cũng qua. Đó, nếu mà Cà Mau cũng lấy mà ở ngoài Huế cũng lấy. Dạ. Mà nhà đình chị giàu lắm. Chị có sợ là đi ra ngoài Huế á, làm dâu ngoài đó mà nghe đồn á là bên nội bên ngoại có mình em mà. Chị sợ Phương nhà chị á, con nhà giàu từ nhỏ lớn nó không làm gì hết. Nó ra đó nó mừng dâu không được. Không biết ý Vinh sao. Dạ 20kg vàng là giải quyết xong hết rồi. Giải quyết xong hết rồi. Đúng không? Còn nếu gia đình chị nghèo không có 20kg vàng cho gia đình em. Dạ cũng không sao à. Để tụi em tự lo với nhau vẫn được. Rồi bây giờ nè, chị nghe đồn dưới Cà Mau gia đình ta đông con dữ lắm. Em xuống dưới đó em có làm dâu được không? Có chèo vỏ lãi được không? Chạy vô sau bắt cua, bắt từng con cua đi bán đó Phương. Dạ được chị. Được luôn hả? Dạ. Trời ơi sao giờ em bắt lầy luôn vậy hả Phương? Dạ không, thương thì em chấp nhận chị. Thương rồi, chấp vậy nhận. Là Vinh vợ Cà Mau hay Huế gì cũng chịu làm dâu. Dạ. Khổ em chịu đúng không? Dạ. Vậy thôi để mà chị về chị nói với má. Dạ. Hen, thôi không còn nói gì được nữa hết.
bây giờ chăm xe mười vàng vậy em cũng chịu lấy Cà Mau hay Huế vậy em cũng đi đúng không? Dạ. Thôi vô trong phòng đi, rồi nhiệm vụ của chị với Hiền Vinh đi qua thuyết phục má nghe không? Dạ rồi, vô em cảm ơn chị ơi. Vô phòng liền em ơi, dạ để rồi. Đây trai đông lắm. Đi vô phòng liền, rồi tôi với ông về nói với má. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.